Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ông Trần Quý Thanh là giám đốc điều hành và là người sáng lập THP Group hay còn gọi là Tân Hiệp Phát, được thành lập từ năm 1994 với tiền thân là nhà máy bia Bến Thành. Trải qua hơn 20 năm, Tân Hiệp Phát đã trở thành tập đoàn nước giải khát có quy mô lớn ở Việt Nam. THP chủ yếu phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm nước giải khát gồm trà thảo mộc, trà xanh, trà bí đao, nước uống vận động, nước tăng lực, sữa đậu nành và nước tinh khiết cho thị trường trong nước và 16 quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Châu Phi, Úc, Đài Loan, Campuchia, Singapore và Nga. Trong đó, các sản phẩm chủ lực bao gồm nước tăng lực No. 1, trà xanh không độ, trà thanh nhiệt Dr. Thanh, trà sữa Macchiato không độ, nước tăng lực No. 1 chanh, dâu, nước ép trái cây No. 1 Jesse, sữa đậu nành No. 1 soya, nước tinh khiết No. 1, nước uống vận động No. 1 Active, trà ô long không độ linh chi, trà bí đao collagen. Tập đoàn này sở hữu 4 nhà máy sản xuất tại Bình Dương, Hà Nam, Chu Lai, Quảng Nam và Hậu Giang, cùng các pháp nhân thành viên như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, công ty trách nhiệm hữu hạn No. 1 Hà Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn No. 1 Chu Lai. Hiện tại, Tân Hiệp Phát có 4.000 thành viên. Người sáng lập THP Group, ông Trần Quý Thanh, sinh năm 1953 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bố là ông Trần Văn Bưởi, chủ vựa buôn bán vật liệu xây dựng Hiệp Phát. Từ bé, ông Thanh đã được gửi vào trường Tabus Sài Gòn, một ngôi trường nổi tiếng Pháp danh giá bậc nhất lúc bấy giờ, dành cho con cái nhà giàu. Biến cố đột ngột xảy đến với gia đình khi mẹ ông qua đời, cha ông phải gửi con trai vào cô nhi viện, cách khá xa Đà Lạt. Tuổi thơ với biến cố lớn đã giúp ông chủ Tân Hiệp Phát nghiệm rằng muốn tồn tại thì phải làm tốt và phải chiến đấu. Những năm sống ở cô nhi viện đã khiến tôi hình thành tính cách là không đầu hàng, không bỏ cuộc và làm gì cũng phải đàng hoàng, ông Thanh từng chia sẻ với báo giới. Ông Trần Quý Thanh sau đó tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, chuyên ngành kỹ sư cơ khí chế tạo máy. Sau này, ông nhận bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh của Southern California University, Mỹ. Xuất thân từ kỹ sư cơ khí nhưng lại trẻ hướng kinh doanh ngành thực phẩm với công việc tại Tổng công ty Thực phẩm Trung ương. Tiếp sau đó, ông được bổ nhiệm làm giám đốc xưởng cồn ga và nước giải khát Bến Thành thuộc Tổng công ty Thực phẩm miền Nam. Cũng từ đây, vào năm 1994, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát đã được thành lập, chuyên sản xuất nước ngọt, nước giải khát có ga, hương vị bia. Ông Thanh một lần nữa chứng tỏ sự nhạy bén của mình khi chuyển sang lĩnh vực sản xuất carbon dioxide và siro fructo. Đây là nền móng để sau này ông phát triển thêm đồ uống thể thao và nước tăng lực. Đến năm 2009, Tân Hiệp Phát bắt đầu là cái tên nổi lên thị trường nước giải khát tại Việt Nam khi tung ra trà thảo dược. Theo đó, nước tăng lực No. 1 và trà thảo mộc Dr. Thanh có thể trải rộng trên kệ hàng ở các vùng nông thôn Việt Nam. Theo số liệu từ công ty nghiên cứu Euro Monitor International, Tân Hiệp Phát đã bán được khoảng 510 triệu lít đồ uống vào năm 2019. Theo Bloomberg, năm 2019, Trần Quý Thanh cho biết ông đang tìm kiếm một đối tác chiến lược để có thể đầu tư 3 tỷ đô la Mỹ giúp Tân Hiệp Phát trở thành một Red Bull tiếp theo trong khu vực. Khi đó, Tân Hiệp Phát kỳ vọng sẽ tăng doanh thu gấp đôi lên 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới và giá trị của doanh nghiệp có thể đạt 5 tỷ đô la Mỹ. Trong cuốn Competing with Giants, vượt lên người khổng lồ, viết bởi tác giả Trần Uyên Phương, con gái ông Thanh, cùng với hai đồng tác giả là Jackie Hall, nhà báo Anh và chuyên gia kinh tế người Mỹ John Cador, được Forbes Book xuất bản trong năm 2018, đã hé lộ ông Trần Quý Thanh từng từ chối khoản tiền 2,5 tỷ đô la Mỹ mà Coca-Cola đã đề nghị mua cổ phần chi phối từ 7 năm trước. Ông Thanh từng chia sẻ lý do từ chối vì đối tác yêu cầu Tân Hiệp Phát chỉ được phép mở rộng thị phần riêng của mình ở Việt Nam, Lào và Campuchia và từ bỏ việc phát triển sản phẩm mới. Hiện tại, Tân Hiệp Phát là một thương hiệu lớn, doanh thu cạnh tranh được với các tập đoàn nước giải khát từ nước ngoài tại Việt Nam. Theo bảng xếp hạng VNR 500, doanh thu năm 2011 của Tân Hiệp Phát vào khoảng 6.000 tỷ đồng, không thua kém nhiều so với Pepsi Việt Nam. Không chỉ ở lĩnh vực đồ uống, ông chủ Tân Hiệp Phát cùng hai con gái mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác như truyền thông, công nghệ, mua bán nợ và nổi bật nhất là bất động sản. Tháng 6, 2017, ông Thanh từng tham gia vào hội đồng quản trị của công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn và sở hữu 478.482 cổ phiếu của doanh nghiệp này. Bà Trần Ngọc Bích, con gái thứ của ông Thanh, cũng từng chi cả 100 tỷ đồng để tham gia đấu giá các khu đất lớn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vụ án con ruồi trong chai No. 1 xảy ra vào cuối năm 2014 khiến Tân Hiệp Phát trở thành cái tên gây chú ý rất lớn với truyền thông. Khi đó, ông Võ Văn Minh Tiền Giang phát hiện trong chai No. 1 Tân Hiệp Phát có con ruồi. Ông Minh liên hệ và đòi 1 tỷ đồng để giữ kín bí mật chai nước có con ruồi.
Phía Tân Hiệp Phát đề xuất tặng ông Minh một số hiện vật nhưng ông không đồng ý, đồng thời hạ giá xuống 600 triệu đồng rồi 500 triệu đồng. Đến tháng 1/2015, khi ông Minh đang nhận tiền của nhân viên công ty thì bị công an bắt quả tang cùng vật chứng. Sau này, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên bị cáo Võ Văn Minh mức án 7 năm tù vì tội cưỡng đoạt tài sản. Sau này, ông Thanh nói với báo giới, sự việc con ruồi cho ông thực sự thấm thía câu nói, thương trường là chiến trường. Sáng ngày 23 tháng 4, ông Trần Quý Thanh và con gái lớn Trần Quyên Phương bị đưa đến tòa, vẻ tiều tụy sau một năm bị bắt. Sáng ngày 23 tháng 4, ông Thanh, 71 tuổi, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, cùng con gái Trần Quyên Phương, 43 tuổi, phó giám đốc, được đưa đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khá sớm. Riêng Trần Ngọc Bích, 40 tuổi, con gái thứ hai của ông Thanh, được tại ngoại. Các bị cáo bị cáo buộc ép những người vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Hành vi này bị cho là phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Họ có 4 luật sư bào chữa. Ngoài 4 bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Trung, Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, tòa triệu tập 35 tổ chức cá nhân với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng, từ 2019 đến 2020, ông Thanh cùng hai con gái thông qua môi giới đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 3% một tháng, dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng. Ông Thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản mà yêu cầu người vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận, bán lại tài sản ban đầu thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại. Quá trình điều tra, ông Thanh cùng hai con không thừa nhận cho các bị hại vay tiền mà xác định đây chỉ là quan hệ giao dịch chuyển nhượng đất, cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan điều tra căn cứ vào lời khai của các bị hại, chứng cứ, dữ liệu và nội dung các tin nhắn trao đổi, xác định bản chất của các giao dịch chuyển nhượng này là cho vay. Trong vụ án này, ông Thanh bị cáo buộc chỉ đạo hai con gái thực hiện hành vi nên là người chịu trách nhiệm chính. Tại kết luận điều tra bổ sung mới được ban hành, số tiền mà cha con ông Trần Quý Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt của các bị hại đã thay đổi từ 767 tỷ đồng thành 1.048 tỷ đồng, tăng hơn 280 tỷ đồng so với kết luận điều tra hồi tháng 10/2023. Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh, nguyên chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát, cùng hai con gái Trần Uyên Phương sinh năm 1981 và Trần Ngọc Bích sinh năm 1984 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận, lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật dân sự, ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đã cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm theo điều 201 Bộ luật hình sự 2015 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án bất động sản theo đúng quy định pháp luật, có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản. Khi chủ tài sản bên vay băn khoăn, lo lắng về việc họ vay tiền nhưng lại phải làm hợp đồng chuyển nhượng thì các đối tượng đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín, tiềm năng tài chính, ký các cam kết bán lại, tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án bất động sản, hứa hẹn nếu họ thanh toán đầy đủ tiền gốc lãi thì họ sẽ được trả lại tài sản. Tuy nhiên, khi có các hợp đồng chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần trong dự án hoặc chuyển nhượng bất động sản trong tay, tùy theo mỗi trường hợp, ông Trần Quý Thanh cùng con gái nhanh chóng làm thủ tục sang tên cho bên mình để nắm quyền kiểm soát, định đoạt. Dù bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận, nhóm ông Thanh dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra lý do để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản của bên vay. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, bị can Trần Quý Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, tổng giá trị là 1.048 tỷ đồng. Cụ thể, cha con ông Thanh chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh, dự án Minh Thành có giá trị 427 tỷ đồng, dự án Nhân Thành có giá trị hơn 453 tỷ đồng, chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn Trung 29 thửa đất có giá trị hơn 48 tỷ đồng, chiếm đoạt của ông Lâm Sơn Hoàng 4 thửa đất trị giá hơn 80 tỷ đồng và chiếm đoạt của anh Nguyễn Huy Đông 2 thửa đất trị giá hơn 38,8 tỷ đồng. Ở bản kết luận điều tra ban hành hồi tháng 10/2023, cơ quan điều tra xác định ông Thanh chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh dự án Minh Thành chỉ có giá trị hơn 183 tỷ đồng, dự án Nhân Thành giá trị hơn 417 tỷ đồng. Như vậy, kết luận điều tra bổ sung so với kết luận điều tra lần đầu, số tiền cha con ông Trần Quý Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt của 4 bị hại tăng từ 767 tỷ đồng lên hơn 1.048 tỷ đồng.
Hành vi của các bị can Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 175 Bộ luật hình sự. Kết luận điều tra bổ sung nêu: người phạm tội nếu bị truy tố theo khoản 4, điều 175 Bộ luật hình sự có thể phải đối mặt khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù giam. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.